lý thuyết mà các anh chị phải làm. Không làm được thì đừng phá đời con các bạn được. Trong đó đặc biệt lý thuyết liên tục, vì môi trường nó thay đổi từng ngày. Cho nên đến lớp ôn lại bài, bỏ kiến thức mà dạy đi. Đấy là từng ngày mình luyện. Sau đó lên mạng đọc cái gì mới ghi lại anh. Thấy chưa? Thằng Seco là thằng nào? Thằng Chayen là thằng nào? Cái gì không biết thì mới làm việc với thằng con. Cho nên nó gọi là nguyên tắc liên tục. Cho nên là cái chị mới tập trung lại, chỉ làm những việc cần làm. Người ta thành công bởi vì người ta chịu chặt cành. Cho nên cái cây nó cao vót lên thì bao nhiêu năng lượng nó chỉ dồn vào bốn cành thôi. Còn các chú nhà mày cái gì quan tâm, cái cây mẹ xú xòe thế này, nhưng mà nó lùn thịt vì tổng năng lượng nó xòe ra các mặt trận, bận rộn mà hỏng hết. Thì đấy là lý thuyết tập trung. Và tôi tập trung bốn việc, thì trong bốn việc này thì nó có một lý thuyết của người Mỹ, và tôi sẽ cho các chị nguyên một cái bài này. Một bài này mất trắng 2 ngày. Nó có một lý thuyết là lý thuyết ưu tiên. Trong bốn việc này bắt buộc các chị phải sắp xếp tháng này bốn việc, thậm chí đến từng ngày. Thì trong bốn việc này, việc nào số 1, việc nào số 2, việc nào số 3, việc nào số 4. Vì tổng năng lượng của mình trời cho bằng nhau. Ông trời bất công mọi thứ, nhưng mà riêng thời gian thì ông trời sòng phẳng. Mỗi thằng có 24 tiếng. Và chúng ta giả định ngủ 8 tiếng. Hầu hạ cái thân xác mình là cá nhân 8 tiếng. Như vậy sòng phẳng tôi với các chị mỗi thằng có 8 tiếng. 8 tiếng, 4 việc. Trong 4 việc này thì việc đầu tiên ấy, chứ không chia đều mỗi việc 2 tiếng. Việc đầu tiên 4 tiếng. Nhưng chắc chắn phải làm xong 4 việc. Như vậy việc cuối cùng còn có nửa tiếng. Vậy thì ưu tiên việc nào chứ? Mãi nó thành thói quen, thấy chưa? Con vợ gào lên, ok, nhưng chắc chắn không phải hôm nay. Ok, nhưng chắc chắn hôm nay. Làm mãi mà lại có kết quả thì không phải con vợ, ông giời cũng phải tin. Và sau khi tin rồi thì tao hồ mình tung hoành mình làm. Và tuyệt đối đối tác đừng hỏi nữa. Thằng chồng có não cứ hỏi mới xí, tao không ngán bạc mày mày nha. Sau đó nó có một cái bài nữa. Đó là bài quan trọng nhất mà các chị không làm được. Đó là lý thuyết liên tục. Cho nên các cậu chết hết. Sau khi có tiến sĩ trong cả đời không học miếng nào. Ngày nào cũng như là đang làm luận án thì các chị mới học được. Các chị ạ, không học trên lớp thì một ngày không có một kiến thức mới. Đọc Doraemon cũng phải đọc. Cho nên các chị hỏi thôi, cái gì tôi không biết. Các chị ạ, tại sao quả bóng mà mỗi một kỳ nó lại một khác, mà đá lên cầu thủ nó nhìn thế, làm sao vừa nhìn được mà lại mang đặc trưng ấy. Thế hoa hậu hôm qua thì cái Vương Miện nó làm từ bao nhiêu viên đá, và tại sao á hậu lại đeo khác mà hoa hậu đeo khác. Bản chất của người thành công là người tò mò, không cho mình rảnh lúc nào cả, thì nó gọi là lý thuyết liên tục. Và khi các bạn đá liên tục thì các bạn thấy mấy anh của đội một ngày 11 chế độ trong ngày, ăn đúng giờ, ăn sai giờ, đang ăn giờ, để xuống ra sân nhanh. Thì các bạn thấy mà sống thế thì sống lắm. Nhưng khi các bạn tôn trọng kỷ luật quen thì nó có một câu châm ngôn: người tự do nhất là người kỷ luật nhất. Cho nên các bạn ấy cứ thương thằng bộ đội. Và tôi đã từng trải qua giai đoạn ấy. Tôi ra ngoài đường tôi gặp một lũ nhân sự trăm thằng như một, tôi chỉ muốn đấm. Cho nên các anh chị thấy công an bộ đội người ta nhìn dân sự người ta cầm. Sống thì vô tổ chức, sống thì vô chính phủ. Có cái thằng dân sự để thương anh bộ đội, sống thì sống. Các anh chị à, thằng tự do nhất là thằng kỷ luật nhất. Đằng này kỷ luật thì mất tự do, ở đâu ra cái mệnh đề. Cho nên là từ nhận thức mà ra. Vậy thì ba cái slogan này phải áp dụng liên tục. Mà không thì đưa cho con mình nó áp dụng, các anh chị không thành công tôi chết đi. Cho nên tôi chửi cái lũ giáo sư với tiến sĩ như rẻ rách, vì nó không đạt được cái này. Cái khốn nạn hơn nữa, không đạt được cái này, dùng bằng kiến thức đi nịch bợ xếp, cái việc ấy nó nằm trong danh sách phải làm đâu. Xong lại không làm tập trung. Tiến sĩ đi buôn bài giảng 15 năm có một bài giảng, đời mới xong rồi con. Nó là ba lý thuyết mà các anh chị phải làm.
không làm được thì đừng phá đời con các bạn nữa. Trong đó đặc biệt lý thuyết liên tục, vì môi trường nó thay đổi từng ngày. Cho nên đến lớp ôn lại bài thôi, bỏ kiến thức mà dạy đi. Đấy là từng ngày mình luyện. Sau đó lên mạng đọc, cái gì mới ghi lại anh. Thấy chưa? Thế. Thằng Seco là thằng nào? Thằng trai em là thằng nào? Cái gì không biết thì mới làm việc với thằng con đâu. Cho nên nó gọi là nguyên tắc liên tục. Cứ mỗi cái này là một bài. Nhưng tôi phải thăm dò tình hình lớp. Nếu các chị còn chịu nổi, các chị có tin sang năm tôi đánh đến tận đỉnh, thì lúc ấy các bạn học xuống đầu nó nhức như ông. Tại vì bản chất đi học là đi lao động. Các chị à, chứ còn học để trang sức không thành công được đâu. Nhưng mà muốn thế thì các chị thấy nó còn mệt hơn đào đất, đi đắp đê nữa cơ. Các bạn tin tôi đi, nhún não. Nhưng sau đó thì xã hội phải trả lại cho bố mày những ngày tháng bố mày ngồi. Các chị à, mà nghiễm nhiên mình được không? Thì cái đó người ta gọi là thằng có tầm nhìn. Thiếu cái gì học cái đó thì vật. Các chị à, gần này con người trong lớp, mỗi người là một thực thể khác nhau hoàn toàn. Mỗi người là một tiểu thuyết, mỗi người là một tâm sự. Chưa bao giờ tôi sai, tôi cứ ngồi riêng với anh nào là có chuyện của anh đâu. Các chị à, và tôi đủ năng lực để tôi tiếp chuyện anh ấy. Cho nên là các bạn đừng giấu nữa, vì các bạn chẳng cần phải công khai. Nhưng các bạn không che được tôi ở khuôn mặt các chị đâu. Không có kiến thức, không giải tỏa được. Bên này là đời sống bí mật, bên này là đời sống riêng tư nát như phân, bên này là đời sống công cộng nắm cả công ty. Bây giờ tiến không được, đứng không xong mà thoái càng chết, mà cứ giả bộ không chịu trọng đấy. Vậy thì thưa các anh chị là cho tôi vài cái lời mở đầu như vậy. Nếu các anh chị không đạt được ba cái này thì chắc chắn chỉ học được một lúc là biến, một lúc là biến. Các chị à, và cái lũ mà nó không áp dụng tính liên tục, nó ngu xuẩn cho nên bằng tiến sĩ tối đa là 6 năm nó về kiến thức lớp 12. Còn cái lũ mà đạt tiến sĩ mà đi làm quản lý ấy, đây là cái lũ giảng dạy liên tục để nó nuôi kiến thức, nó không nạp thêm ấy, thì 6 năm là về lớp 12. Bằng thạc sĩ cái gì 4 năm về lớp 12. Còn cái bằng cử nhân tối đa là 2 năm kiến thức về lớp 12. Lý do một là vỏ não nó không chấp nhận nhớ được nữa. Lý do thứ hai, rất khốn nạn cho thằng nào giảng liên tục để nhớ cái đó. Bởi vì mày nhớ xong thì môi trường xã hội với 4.0 nó đang leo lên 5.0, nó thay đổi liên tục. Và cái kiến thức ấy chính là cái nó hại mày, thà đừng biết còn hơn. Cho nên sau 2 năm thì cái kiến thức mày đang có trong người nó về trạng thái âm so với mối cảnh. Cho nên kiến thức đó hoàn toàn vô giá trị, mà cậu lại được thừa nhận là giáo sư. Mày chết rồi. Cái kiến thức này là kiến thức đập chết mày rồi. Thà mày đừng có thì mày thành công. Vì môi trường nó không cần cái kiến thức ấy nữa. Nó ngu xuẩn chứ. Cho nên là phát triển cá nhân mới là linh hồn. Thì nó lại dựa vào cái này, xong nó ngồi tao giáo sư. Tao học bao nhiêu năm mà tại sao tao lại nghèo hơn mày. Ngu kinh. Và các anh chị không nuôi dưỡng sự liên tục, các anh chị thua. Còn lũ thanh niên ấy, cái lũ già thì tính liên tục học, có tí kiến thức là mặt vênh báo. Còn cái lũ danh con ấy, thì mất ưu tiên và tập trung, cái việc gì cũng ngộp như con trâu. Cho nên là quá 40 tuổi dân minh thì trễ bây giờ. Danh sách những việc cần làm và gạch chân những việc ưu tiên lên một cái list thế này. Thì cái việc đầu tiên nó nằm ở việc số 5, việc thứ nhì nó nằm ở việc số 6, mà cái việc đầu tiên mình nhớ ra thì nó lại nằm ở list. Lập lại một cái list thứ hai theo thứ tư thì nó tạo thành lý thuyết tồn tại, nhớ điều đó. Được chưa? Ba nguyên tắc này làm từng ngày. Sáng nay thứ bỏ cái một là phải chở bà già đi khám bệnh, hai là ở công ty, ba là phải nợ bài chưa trả bài. Viết nó thằng thầy nó chửi tập dân. Việc nào ưu tiên, việc nào phải loại ngay, vì tổng lượng việc này mà làm trong ngày không bao giờ. Bạn hỏi có thư ký thôi, thằng nào có vợ có chồng nay học khoa đúng 10 rưỡi
không sai một giây là chấm dứt. Hẹn người nhà đúng 10 giờ đón ở đây không bao giờ sai. Chưa bao giờ tôi sai một giây chứ, đúng không? Các chị nhìn giờ giảng của tôi thích 7 giờ là 7 giờ tôi tuyên ngôn. Mà hôm nay tôi có kẹt máy bay tôi 5 giờ là xong. Là xong. Tại vì cả quá trình nó luyện chứ không phải một lúc một nhát tôi đâu. Được đấy. Cho nên ở đây trì hoãn nó có cái hay của nó. Mà trì hoãn mà lại thành một cái tật thì nó giết các bạn. Cho nên bốn việc mình mới tiêu liệu ngay buổi sáng không ổn rồi, cắt một việc thì cái việc ấy nó mang tính trì hoãn chủ động. Cái gì anh? Còn nếu các bạn không trì hoãn, các bạn cố việc nữa là cả bốn việc không luôn. Thì phải tập bằng được cái thói quen. Cái gì anh? Cho nên tôi mà hẹn ai rồi mà tự nhiên cái việc này có người cứ nói chuyện, tôi không còn tâm hồn nữa tôi nói nữa, vì nó thành thói quen kỷ luật. Đã hẹn là đúng giờ, mà cái giờ này không hẹn nhưng mà tự mình đặt lịch cho mình rồi, chào. Phát liền. Nó thành thói quen, thói quen tốt chứ, đúng không? Vậy thì các chị nhớ cho tôi ba cái này, được chưa? Cho nên ở đây trước khi mà các anh chị học thì tôi cho các anh chị những cái tôn chỉ. Và các anh chị là người lớn, các anh chị có kiến thức, các anh chị nghe những đoạn này nó mới khoái. Cảm cái thằng chưa thất bại bây giờ thằng ngu học ngồi tàu lao loại không phải loại này tôi nói chuyện. Và cái loại mà các anh chị có trải đời rồi, độ kiên trì rồi, nhìn cái mặt học để biến cái học thành tiền thì lúc ấy mình mới trao đổi. Trường Doanh Nhân PR.